đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Hương nè. Dạ. Em có thích ăn cà ri không? Cà ri hả? Cay cay, béo béo, cũng thích. Nhưng mà hình như ăn nhiều ngán lắm anh Huy ơi. Vậy em có muốn ăn một món cà ri mà vừa mới lạ, ngon, ăn lại không ngán không? Đương nhiên là em muốn rồi. Nhưng mà chẳng phải là nấu cà ri mất nhiều thời gian lắm sao? Nội cái khâu mà ướp gia vị vào những cái nguyên liệu chính mất thời gian lắm anh Huy ơi. Dĩ nhiên là anh Huy của em phải có bí quyết riêng để nấu cà ri ngon và nhanh chứ. À, như vậy là quý vị khán giả sẽ cùng với Ngọc Hương đón chờ một bật mí từ bí mật của anh Huy về món cà ri rồi. Đúng rồi, món cà ri hôm nay sẽ chế biến rất là nhanh, đặc biệt là mới lạ, ngon và rất thích hợp cho các bữa tiệc gia đình, đặc biệt là trong những cái ngày lễ sắp tới đó. Vậy thì còn chờ gì nữa, quý vị khán giả hãy cùng với Ngọc Hương đón một món hè vui khỏe được mang tên cà ri cá. Để chế biến món cà ri cá này thì chúng ta sử dụng khoảng 300g cá thu, rau húng quế, cà rốt, khoai tây, nước dảo dừa, nước cốt dừa, tỏi, hành tím, dầu ăn và chắc chắn không thể thiếu bột cà ri tiện dụng AziQuick. Anh Huy ơi, mình sơ chế cá thu như thế nào để có thể khử hết mùi tanh của cá hả anh Huy? Rất là đơn giản Ngọc Hương à. Cá thu này sau khi chúng ta mua về, quý vị nhớ là lấy gừng nè, tạp dập, bỏ một ít rượu vô và chúng ta sẽ rửa qua gừng, rượu, pha một ít nước, rửa sạch lại để ráo nước, như vậy là được rồi. Và khi mà rửa sạch rồi, chúng ta bỏ cái phần xương ra, chỉ lấy thịt cá phi lê các bạn thôi. Và Ngọc Hương nghĩ đây cũng là một bí quyết để cho cá thu không còn mùi tanh. Quý vị khán giả thân mến, để khử mùi tanh của cá thu thì chúng ta sẽ rửa cá thu với nước có pha một chút rượu và gừng. Như vậy thì sẽ loại bỏ mùi tanh của cá. Ngoài cá thu, để nấu cà ri cá thì mình có thể thay thế bằng những loại cá khác được không anh Huy? Chắc chắn là được rồi. Thông thường người ta cũng có thể sử dụng cá khác như là cá ba sa, phi lê hay là cá lóc nấu cà ri cũng được, cũng rất là ngon đó. Dạ. Toàn bộ 300g cá thu này chúng ta sẽ sử dụng khoảng 1/3 gói bột cà ri tiện dụng AziQuick để ướp đều cho thấm gia vị trước. Anh Huy ơi, thông thường á em thấy á, khi mà mình nấu cà ri á, ướp bột cà ri vào nguyên liệu á, em thấy thường là để cũng khoảng thời gian lâu lắm. Còn với bột cà ri tiện dụng AziQuick thì thời gian có ngắn hơn không? Đó chính là bí quyết mà hồi nãy anh đã nói với Ngọc Hương đó. Khi mà sử dụng bột cà ri tiện dụng AziQuick, chúng ta chỉ cần ướp vài phút thôi là đảm bảo sẽ thấm gia vị. Dạ, mà đặc biệt á, khi sử dụng bột cà ri tiện dụng AziQuick thì chúng ta sẽ không cần thêm bất kỳ một gia vị nào cả. Vô cùng tiện lợi luôn. Chúng ta sẽ đảo đều lên để cá thấm vô bột cà ri. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ ướp cá thu với bột cà ri tiện dụng AziQuick. Làm như vậy để giúp cho tất cả các loại gia vị có trong bột cà ri tiện dụng AziQuick sẽ thấm đều vào trong cá thu. Khoai tây và cà rốt, chúng ta sẽ cắt khối vuông bằng với miếng cá này. Phần rau húng quế chúng ta sẽ cắt nhỏ. Bây giờ thì chảo nóng rồi, anh cho một ít dầu vô nha. Anh sẽ cho hành tím vô trước nè. Tiếp theo là tỏi nè. Hành tím và tỏi chuyển qua màu vàng nhạt thì chúng ta sẽ cho cá vô. Đây, em xóc đều lên để cá săn lại nha. Sau khi cá đã săn đều hết, chúng ta sẽ cho cá ra riêng một cái dĩa. Cho thêm một chút xíu dầu nữa nè. Chúng ta sẽ cho cà rốt và khoai tây vào đây xào luôn để cà rốt và khoai tây được săn lại và thơm. Anh sẽ tắt lửa cho cà rốt khoai tây qua cái dĩa luôn. Công đoạn tiếp theo rất là đơn giản. Chúng ta sẽ sử dụng một cái nồi. Cho cà rốt khoai tây vừa mới xào xong vô cái nồi này. Tiếp theo là khoảng 2 chén nước dảo dừa. Anh sẽ cho 2/3 gói cà ri tiện dụng AziQuick còn lại vô đây đảo đều. Bây giờ hai anh em chúng ta phải chờ đợi một chút xíu nữa để cà ri sôi lên nè. Chúng ta giảm lửa, nấu nhỏ lửa một chút xíu. Cà rốt và khoai tây vừa mềm tới thì chúng ta sẽ cho cá vào. Dạ. Bây giờ nước cũng đã sánh lại rồi nè Ngọc Hương à. Mà cũng sôi luôn rồi đó anh Huy. Chúng ta sẽ tiếp tục cho cá vô. Khi mà cho cá vào rồi á thì mình nấu khoảng trong bao lâu nữa thì được hả anh Huy? Khi cho cá thu vô rồi thì anh em chúng ta phải cho thêm một chén nước cốt dừa vô luôn. Và nấu sôi canh cái độ sánh nữa, chắc khoảng 2-3 phút nữa là được rồi. Nhưng mà trước khi hoàn tất thì em nhớ cho lá húng quế vô nha. Dạ. Lá húng quế vô sẽ làm tăng thêm cái hương vị cho món ăn này. Bây giờ anh sẽ cho ra một cái tô nhỏ nha. Đây.
Đây, như vậy là được rồi. Anh sẽ cho thêm một ít lá húng quế còn nguyên đọt. Đối với món cà ri cá hôm nay chúng ta sẽ sử dụng muối ớt chanh quý vị nhé. Đây là một chén muối ớt chanh, một ít bánh mì anh đã chuẩn bị sẵn cho Ngọc Hương rồi. Đây là phần của em, anh sẽ múc cho em một miếng cà rốt, miếng cá và cả một miếng khoai tây nữa. Dạ. Wow. Xin mời Ngọc Hương. Cảm ơn anh Huy. Wow, không biết là quý vị khán giả có ngửi được mùi thơm từ cà ri hay không? Chứ riêng Ngọc Hương thì wow, mùi thơm thì ngào ngạt luôn rồi. Em phải hít thử miếng nước mới được. Anh Huy ơi, đúng á, là mình không hề ướp gia vị vào trong cá, chỉ sử dụng mỗi bột cà ri tiện dụng Aziquick mà cá rất là vừa ăn nha, thấm đều gia vị. Còn nước á thì như anh Huy biết rồi, béo béo của nước dừa nè mà lại đậm đà nữa. Em nghĩ món ăn này á, em ăn cơm, ăn bún hay là ăn bánh mì em đều thích hết á. Món nghe vui khỏe. Ngọc Hương rất là thích món này đúng không? Dạ. Còn quý vị khán giả thì sao? Chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để chế biến món cà ri cá trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị thành công và ngon miệng. Và đừng quên gửi thư về cho chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc là gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 823 7557 để chia sẻ những cảm nhận về chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ Ngọc Hương và đầu bếp Thanh Huy xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.